Kiệt xin kính chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái phần là xác minh danh tính, phê duyệt, login. Thì có nhiều cách để mà mình xác minh. Thì Minh Kiệt đã chia sẻ rất là nhiều trong cái series thủ thuật Facebook này rồi, thì các bạn có thể xem lại nha. Xác minh danh tính trong vòng 10 giây nè, bằng cái cách là các bạn có thể chuyển những cái VPN đó, hoặc là 20 giây đó. Mục đích chuyển những cái VPN này là gì? Để cho nó khác những cái vị trí, và sau đó Facebook nó có hỏi bạn là bạn có đăng nhập trên những cái vị trí lạ hay là không. Nếu mà có thì check vào có và thay đổi password là xong đó. Ở đây thì mình làm tài khoản chính chủ luôn nha, những tài khoản mà giống như mà các bạn đăng nhập quá trời nhiều nơi á, vô những server game hoặc là những server khác, thì rất có thể là Facebook nó sẽ không cho các bạn chuyển được IP. Thì các bạn có thể gửi những cách khác giống như mình cho chia sẻ trong video này. Mình gửi những cái link contact ở dưới này nè, rồi xong mình đính kèm ảnh lỗi á, nếu có giấy tờ tùy thân nữa thì càng tốt đó. Chờ 2-3 ngày sau Facebook nó sẽ chuyển cho các bạn những cái dạng xác minh. Hoặc là cách khác nữa, các bạn thay đổi những password rồi sao. Hoặc cách khác nữa, các bạn dùng 2-3 điện thoại login vô cái account này còn sao. Cứ thử và cứ thử. Ok, cảm ơn các bạn nha. Rồi, thì hôm nay mình cũng có nick Facebook chính của mình nè, đang xài ngon lành nhưng nó bị chatbot xâm phạm nè. Còn mình đâu có đăng nhập những cái server lạ đâu các bạn, mình chỉ xài trong Facebook không à. Các bạn thấy nó thông báo nè, có vẻ như tài khoản của bạn đã bị xâm phạm bởi mật khẩu vào một trang web gì đó, vân vân. Thì tất cả những thông tin này mình đã có. Nếu mình check vào mình xác minh là vô, chắc chắn luôn á. Nhưng mà bây giờ mình giả sử nè, những cái thông tin thì mình quên mất tiêu hết trơn rồi, giờ sao giờ? Email cũng mất, ngày sinh cũng không nhớ, xác định ảnh bạn bè cũng không nhớ, giờ sao giờ? Thì mình lại theo quá trình cũ, mình sẽ fix thử một cái VPN thử coi sao. Ok, mình sẽ fix sang Nhật Bản. Đây là một cái dạng giống như là Facebook nó chatbot xâm phạm. Có những tài khoản mà các bạn bị người ta report á, thì nó cũng vô cái dạng này. Hoặc là nó chuyển sang cái dạng là backup giấy tờ tùy thân, và tùy theo cái độ chết của Facebook thôi. Thì mình fix cái IP sang Nhật Bản thì các bạn thấy nè. Ok, mình vào lại Facebook này. Ok, tiếp tục. Đó, thì ở đây nó sẽ còn có hai dòng à. Ở đây nó sẽ không có hỏi cái vị trí của bạn là vân vân. Hay các bạn thấy cũng không được nha các bạn. Không thể nào auto được. Giờ sao giờ? Cái video trước á, thì mình làm thì tùy theo tài khoản thôi nha các bạn. Chuyển IP thì nó sẽ hỏi, xong rồi sau đó mình sẽ đăng đổi cái password, vậy là xong. Mình sẽ chuyển IP khác là Indonesia, coi có được không. Ok, login lại coi sao. Facebook này nếu mà của chính bạn nó chatbot như vậy
hoặc là up giấy tờ tùy thân á, bạn biết cách gửi giấy tờ tùy thân hoặc là biết cách fix những IP như thế này để xác minh phê duyệt login thì các bạn tự làm được hết, không gì khó các bạn. Còn những tài khoản ảo các bạn kêu mình làm giùm, mình xin phép, mình không làm được. Bởi vậy này các bạn thấy là chuyển IP sang Indonesia vẫn không được các bạn, nó vẫn bắt mình xác minh đúng nó mới cho vô. Đó. Ở đây mình xác minh được cái group mà tại mình nhớ thông tin mà mình làm video để cho các bạn có thể là tham khảo nha. Ok, các bạn vào một cái trình duyệt web giùm mình nha, và đúng trên cái điện thoại mà đã từng xài Facebook này á, mình vẫn để cái IP cũ là Indonesia. Mình vào một trình duyệt web, login vào cái Facebook này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ cho mình là đổi một cái password mới và xóa hết những cái follow hoặc những cái bình luận, những cái comment gần đây, xóa hết. Ok, thì mình đây mình xóa hết đi, skip, delete, không cần xác minh chi cho mệt. Rồi, với điều kiện á là trên chính đúng cái thiết bị cũ các bạn đã từng xài Facebook này. Còn không đúng thiết bị cũ á, fix IP cũng không được đâu. Thì các bạn sau đó các bạn có thể là gửi contract link á, thì vài ngày Facebook nó sẽ reset lại. Ở đây thì trên đúng thiết bị cũ nè. Đó, mà ví dụ như mình mất hết thông tin đi, mình không thể nào xác minh được thông tin, fix IP sang Indonesia và login lại trên những trình duyệt bất kỳ trên đúng điện thoại này, và sau đó thì các bạn sẽ login được vào cái Facebook này. Các bạn thấy cái vị trí là Jakarta, Indonesia. Đó. Thì các bạn có thể là tắt cái IP này đi. Rồi, tắt IP và sử dụng cái Facebook nó bình thường. Ok, chỉ có vậy thôi các bạn. Thì nó cũng vòng vòng, quanh đi và quẩn lại bao nhiêu đó thôi. Video sau mình sẽ chia sẻ tiếp thủ thuật tăng follow trên fanpage phần 2 nha các bạn. Trên nền tảng khác có rất là nhiều nền tảng để tăng follow trên fanpage, và sau đó là tăng follow trên Facebook cá nhân. Nó nhiều lắm các bạn ơi, tha hồ mà làm. Những cái anh chị làm dịch vụ thì thêm biết họ cũng làm trên những nền tảng này đó, hoặc là nhiều lắm. Ta nói mạng xã hội này nó rộng các bạn, thì tiêu chí của mình biết đến đâu mình chia sẻ đến đó thôi, chứ mình cũng không có giỏi gì cái này đâu, trời ơi. Rồi, cảm ơn các chị và các bạn nha. Bye bye.